Thưa quý vị, hẳn nhiều người chưa quên vụ việc gì kẻ Quỳnh Trang dạy dỗ con riêng của người tình đến tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mới đây, một vụ việc đau lòng khác xảy ra ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chỉ sau 4 tháng giành quyền nuôi con từ chồng cũ, chính người mẹ ruột lại ra tay, nhẫn tâm chút đòn roi khi bé trai yếu dần rồi tử vong trước khi vào bệnh viện. Tối ngày 10 tháng 12 vừa qua, lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi, sinh năm 1985, quê quán xóm Cổ Rồng, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên về hành vi đoạt mạng người. Nạn nhân là NMK, sinh năm 2016, là con trai ruột của Thi. Trước đó, 20 giờ 32 phút ngày 9 tháng 12, cháu ca được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai Hà Nội cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn và có nhiều vết thương tích trên mặt và người. Thấy dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai thông báo tới Công an huyện Quốc Oai. Theo điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi và anh Nguyễn Văn Mờ, sinh năm 1987, trú tại xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, kết hôn và sinh hai người con chung là cháu NMQ, sinh năm 2012 và NMK, sinh năm 2016. Khoảng tháng 9 năm 2019, do thường xuyên mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên anh M và Thi đã ly hôn. Anh M được quyền nuôi cháu Quy. Thi được quyền nuôi cháu Ca, nhưng gia đình anh M không đồng ý việc này nên đã nuôi cả hai cháu. Đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm rồi đăng ký kết hôn với Lý Đình Quy, sinh năm 1982, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau đó cả hai thuê trọ sống với nhau ở thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Hiện Thi đang mang thai 7 tháng. Sau khi kết hôn với anh Quy, Thi tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng và đến tháng 8, Thi đã giành được quyền nuôi cháu ca rồi đón cháu ca từ nhà anh M ở tỉnh Thái Nguyên về sinh sống cùng T và Quy. Tuy nhiên quá trình nuôi con, Thi cho rằng cháu ca không nghe lời và lười học và có hành động tự xé sách vở nên Thi có hành vi nhiều lần tác động vật lý dã man với cháu ca. Đầu tháng 12, do bức xúc trước việc cháu ca nhiều lần đi vệ sinh giao quần, giường ngủ và nền nhà, thì tiếp tục có hành vi tác động vào vùng đỉnh đầu cháu ca. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 12, thì phát hiện cháu ca có biểu hiện người yếu, toàn thân tím tái nên cùng quý đưa cháu ca đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Cục Oai. Qua làm việc, Bệnh viện Đa Khoa, huyện Cục Oai xác nhận cháu ca tử vong trước khi nhập viện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng phòng PC02 Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi về hành vi đoạn mạng người. Hành vi của người mẹ thật khó để chấp nhận những tưởng khi dọn về chung sống với chồng mới người mẹ sẽ luôn bảo vệ che chở cho bé trai thế nhưng chính người mẹ ruột lại thẳng tay đối xử dã man với cháu bé đến mức tử vong người mẹ này có lẽ không tránh khỏi bản án nghiêm minh của pháp luật